Bây giờ chạy vô ăn tức. Chở quýt mì nè. Ơi sao đó cô? 60 bộ bánh mì. Mua ở quê, ở tàu quá quê thu. Thỉnh thoảng có người ta tặng cho, bữa nay tặng cho được cây hộp mà. Nhiều khi cho kẹo, nhiều khi cho hộp. Bữa nay phát cơm, phát bánh mì luôn. Bánh mì của cô Liên à. Cái tạp hóa ở đầu đường là cái cô đó tên gì vậy? Huệ Thu hay là ở tên người tên Huệ, người tên Thu hả? Bữa đó thỉnh thoảng bà tặng cho, nhiều khi cho kẹo, bữa nay bà cho hộp. Cảm ơn tập hóa Huệ Thu nha. Hai cô đó tên gì cô? À, tên vậy luôn hả? Không, nhưng mà người ta lấy tên, người ta để tên ai tập hóa luôn hả? Chú gì? Chú cưng. Mày xin cảm ơn nha. Thỉnh thoảng chỉ cho kẹo, nhiều khi mua kẹo chỉ hùng được bịch, bữa nay chỉ hùng được cây hộp cũng 40.000 của anh ta rồi. Con gái gì mà giờ này còn ngủ nữa trời. Tìm lại tuổi thơ, biết bao kỷ niệm sâu bờ tre xanh. Sao Bất Ly theo tôi làm chi vậy ta? Mà chú dễ khiến quanh góc dừa. Mày có gì nó xúc xích không à? Tìm lại ngày xưa, một thời niên yêu còn chưa biết gì. Đâu có chứng cúc hả? Vào chùa cùng hái lá xì, làm tiền mua bán mỗi khi cháo hà. Tôi về tìm bên đò ngang, ngày xưa ai hát mênh mang đôi bờ. Mảnh trăng khi tỏ khi mờ, trái tim đồ ấy ngày thơ học trò. Tôi về tìm góc mơ xưa. Cái gì? Người nghiên non lá bên dưa là xào. Cái đó xào quá chứ dưa đâu. Ngọn gió lang thang đi tìm kỷ niệm. Cái chua là dưa leo về. Nấu đũa với cà rốt cái gì đậu mắp à, còn cái này là đậu chua nè, dưa chua bên đây nè, dưa leo chua, củ cải trắng chua. Tuổi thơ lúc con.
để ấy cơm xong đi chạy xuống lấy bánh mì đi luôn, khỏi mất công đi 2-3 chuyến. Trời amu mưa phùn. Lấy bánh mì 60 ổ bánh mì. Còn sớm lắm, chắc 7 giờ mấy vậy. Ở đây là trung tâm mà, trung tâm chợ Tuy Tôn, thị trấn Tuy Tôn. Ra lấy bánh mì, bánh mì Diễm Ngọc. Bánh mì có chưa con? Nó lấy dùng á. Ở đây bánh mì Diễm Ngọc nè. Bây giờ chạy vô ăn tức. Sáu chục ổ bánh mì với 50 hộp cơm. Bánh mì thịt à, bánh mì thịt này là của cô Liên gửi tặng cho mấy cháu ở trong xóm nghèo á. Bánh mì thịt đợt này là đợt thứ 3 à, tới 7 đợt đợt 7 đợt mà phát nhầm mấy ngày thứ 7 thôi. Thứ 7 mới có nít ở nhà. Ngày thường thì tụi nó đi học hết rồi. Nên thử cho 7 cái thứ 7. Trời đang mưa nữa, không có đem áo mưa theo. Để coi chừng nào lớn kiếm chỗ đục. Nói vậy chứ mấy ổ bánh mì thịt Diễm Ngọc này á, mình đem đi vô trong mấy cái xóm nghèo á, có nhiều đứa nó chưa từng ăn luôn á. Mấy đứa nhỏ nó khoái bánh mì này lắm. Đứa nào cũng lấy bánh mì hết á, không lấy cơm. Bữa nào mà đi phát bánh mì với cơm á là cơm ế luôn. Nói ế ế vậy chứ cho cũng hết nè. Trời đang mưa phùn.